trường mầm non Phú Ngọc Quyện Đình Quán vừa tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019. Trường mầm non Phú Ngọc được thành lập năm 2001. Trường có 19 phòng, trong đó có 13 phòng học, cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị đảm bảo cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ tốt. Trường có 45 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó có 24 trên 29 giáo viên có trình độ chuyên môn đại học và cao đẳng. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non mới do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Số trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần đạt 100%, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ trên 99%. Với những cố gắng nỗ lực của tập thể nhà trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã công nhận trường mầm non Phú Ngọc đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thống Nhất vừa phối hợp với Công an huyện và Phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và triển khai luật trẻ em cho 100 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các cán bộ hội viên hội phụ nữ đã được thông báo nhanh tình hình trật tự an toàn giao thông trong cả nước, tỉnh và huyện trong những tháng đầu năm 2019, tìm hiểu về luật an toàn giao thông, các kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, phương pháp tổ chức, thực hiện các hoạt động, cách thức vận động phụ nữ và thành viên trong gia đình, thực hiện các quy định về an toàn giao thông. Các đại biểu cũng đã được tìm hiểu những nội dung cơ bản của luật trẻ em. Dịp này, Hit Honda Xuân Đà đã trao 100 mũ bảo hiểm cho cán bộ hội viên, hội phụ nữ. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa đã tổ chức buổi họp mặt tặng quà công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng trên địa bàn thành phố. Theo đó, 52 phần quà đã được trao đến tận tay các công nhân lao động, với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ quà lần này là 26 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa. Được biết, nhân tháng công nhân 2019, Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa còn tổ chức thăm và tặng 30 suất quà cho công nhân lao động khó khăn tại các khu nhà trọ, tổ chức ngày hội thanh niên công nhân, giao lưu văn hóa văn nghệ và tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.